Bản tin trưa ngày 27 tháng 6. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ. Sau đây là những nội dung chính được phát trong chương trình trưa nay. Tin thế giới. WHO nói hàng triệu người có thể tử vong nếu COVID-19 bùng phát vào cuối năm nay. 2,4 triệu trẻ em Yemen có nguy cơ chết đói. Mỹ truy nã 3 kỹ sư trong vụ đánh cắp bí mật công nghệ sản xuất chip cho Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ nói, không phải là cuộc đối đầu Mỹ-Trung mà là cả thế giới chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Mexico nói, mỗi gia đình chính là tổ chức an sinh xã hội quan trọng nhất. Trung Quốc từ chối hàng ngàn công dân bị mắc kẹt ở Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc cam kết phản ứng cứng rắn trước mọi khiêu khích về an ninh. Tin tại Việt Nam, nối lại việc đi lại giữa Nhật Bản, Việt Nam, chuyến bay đầu tiên đã cất cánh. Nam sinh nghèo lớp 5 nhặt được gần 70 triệu đồng và trả lại người đánh mất. Sau đây là thông tin chi tiết. Toàn thế giới ghi nhận tổng số hơn 9,9 triệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, tăng gần 180.000 ca, trong đó có hơn 496.000 ca đã tử vong. WHO nói hàng triệu người có thể tử vong nếu COVID-19 bùng phát vào cuối năm nay. Ngày 26 tháng 6, bác sĩ René Rivera, trợ lý tổng giám đốc WHO về sáng kiến chiến lược, vừa đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng hàng triệu người có thể tử vong trong đợt bùng phát thứ hai của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Dự kiến sẽ rơi vào mùa thu đông sắp tới. Và điều đáng sợ là đến giờ phút này, mọi thứ đều diễn ra đúng như tiên lượng của các chuyên gia. Ông cũng giải thích rằng, chúng tôi so sánh với dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1920, mọi thứ đều giống với COVID-19. Nó hạ nhiệt vào mùa hè và bùng lên dữ dội vào tháng 9 và tháng 10, gây ra 50 triệu cái chết trong đợt bùng phát thứ hai. 2,4 triệu trẻ em Yemen có nguy cơ chết đói. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF ngày 26 tháng 6 kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp gần 500 triệu đô la Mỹ để cứu trợ các trẻ em suy dinh dưỡng ở Yemen. Cơ quan này dự báo số trẻ em có thể chết vì suy dinh dưỡng ở quốc gia này tăng lên 20% vào cuối năm nay, lên 2,4 triệu trẻ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tàn phá nghiêm trọng hệ thống y tế vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi nội chiến của nước này. Tại châu Mỹ, Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận tổng cộng hơn 2,5 triệu ca nhiễm, tăng hơn 42.000 ca, trong đó có 127.000 ca đã tử vong. Mỹ truy nã 3 kỹ sư trong vụ đánh cắp bí mật công nghệ sản xuất chip của Trung Quốc. Lệnh truy nã được đưa ra đối với cựu chủ tịch Phúc Kiến Kim Hoa Stephen Chen, Ji Tiêu Hồ và Kenny Wang. Cả ba người này đều là công dân Đài Loan và các chuyên gia pháp lý cho biết có rất ít khả năng để họ xuất hiện tại tòa án Hoa Kỳ, bởi vì cả Trung Quốc và Đài Loan đều không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ nói, không phải là cuộc đối đầu Mỹ-Trung mà là cả thế giới chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo hôm 26 tháng 6 cho biết, các quan chức Trung Quốc phá hoại mức độ tự chủ cao của Hồng Kông sẽ bị Mỹ hạn chế thị thực. Thành viên gia đình của những người này có thể phải chịu những hạn chế trên, ông cho biết, nhưng không nêu danh tính người chịu lệnh hạn chế thị thực của Mỹ. Trước đó một ngày, ông Pompeo cho biết Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cần chia sẻ nhận thức chung đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói rằng đây không phải là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là cả thế giới cần đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các cuộc thăm dò dư luận cho biết cử tri Mỹ ngày càng phẫn nộ với Trung Quốc, đặc biệt là về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tổng thống Donald Trump yêu cầu khôi phục tượng vị tướng Albert Pike bị kéo đổ. Tổng thống Trump hôm 25 tháng 6 đã yêu cầu các cục công viên quốc gia Mỹ khôi phục lại bức tượng vị tướng Liên minh miền Nam Albert Pike bị kéo đổ ở quảng trường Tư pháp phía tây bắc thủ đô Washington. Tại Mỹ Latin, Brazil hiện ghi nhận tổng cộng hơn 1,28 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 56.000 ca đã tử vong và là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Tiếp theo, Tổng thống Mexico nói, mỗi gia đình chính là tổ chức an sinh xã hội quan trọng nhất. Tổng thống Andrés Obrador hôm 25 tháng 6 đã bị hứng chịu chỉ trích khi cho rằng việc phụ nữ truyền thống Mexico ở nhà chăm sóc người già là chìa khóa để phòng chống COVID-19. Trong khi những người già ở các viện dưỡng lão ở châu Âu đang một mình vượt qua đại dịch, thì người già ở Mexico lại được quan tâm bởi phong tục chăm sóc tại nhà. Tổng thống Mexico nói, mỗi gia đình Mexico chính là tổ chức an sinh xã hội quan trọng nhất. Ông cũng nói thêm rằng, mọi người muốn thay đổi vai trò của phụ nữ và đó là một trong những nguyên nhân chính của nữ quyền. Nhưng theo truyền thống tại Mexico thì con gái là những người quan tâm đến cha mẹ nhất, đàn ông chúng tôi khó gần hơn. Phát ngôn của Tổng thống 66 tuổi vấp phải một số bình luận cho rằng ông khiếm nhã và thiếu đồng cảm với phụ nữ hiện nay.
Mexico hiện ghi nhận tổng cộng hơn 208.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 25.700 ca đã tử vong. Tại châu Âu, người biểu tình xông vào sân bay Pháp. Hàng chục người biểu tình của nhóm nổi dậy chống tuyệt chủng xông vào đường băng của sân bay Paris Orly, đốt pháo sáng và tự khóa cổ vào xe đạp để phản đối sân bay mở cửa trở lại vào ngày 26 tháng 6. Trước khi bị bắt, những người này đã dương cao biểu ngữ "Hãy cứu mạng người chứ không phải máy bay" và 15 tỷ để tái khởi động thảm họa, đề cập tới việc chính phủ Pháp chi 15 tỷ euro, tương đương với khoảng 17 tỷ đô la Mỹ để cứu trợ ngành hàng không hứng chịu tổn thất nặng nề do Covid-19. Tại châu Úc, Úc hạn chế dân tích trữ giấy vệ sinh khi ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại. Hai chuỗi siêu thị lớn nhất nước Úc là Woolworths và Co. ngày 26 tháng 6 cho biết đang áp dụng giới hạn mua giấy vệ sinh và khăn giấy trên toàn quốc để ngăn những đợt mua sắm hoang loạn của người dân. Hạn chế mua sắm ban đầu được áp dụng ở các cửa hàng bang Victoria hồi đầu tuần, song đã mở rộng ra toàn quốc sau khi các siêu thị nhận thấy nhu cầu mua giấy vệ sinh, khăn giấy quá mức đang lan tới những bang khác. Tiểu bang Victoria ghi nhận thêm 30 ca nhiễm mới vào ngày thứ Sáu, 26 tháng 6, nhiều hơn hẳn so với các địa khu khác. Người dân được yêu cầu ở nhà nếu không có việc bắt buộc phải ra ngoài. Hiện Úc ghi nhận tổng số hơn 7.500 ca nhiễm, trong đó có 104 ca đã tử vong. Tại châu Á, Trung Quốc không nhượng bộ về luật an ninh Hồng Kông. Bà Đàm Huệ Châu, chính trị gia và luật sư cao cấp của Hồng Kông hôm 26 tháng 6 nói rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận mọi ý kiến phản đối và có thể thông qua luật an ninh Hồng Kông trong cuộc họp 3 ngày của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu từ ngày mai, ngày 28 tháng 6. Trung Quốc cuối tuần trước đã hé lộ các điều khoản chính thức của luật an ninh Hồng Kông, cấm các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và kết cấu với các lực lượng nước ngoài hoặc bên ngoài để đe dọa an ninh quốc gia. Trung Quốc từ chối hàng ngàn công dân bị mắc kẹt ở Mỹ. Theo S&P hôm 26 tháng 6 cho biết, hồi tháng trước, Nhà Trắng đã đề cập tới Trung Quốc trong một báo cáo chiến lược quan trọng, cáo buộc Bắc Kinh vi phạm cam kết và gây ra rủi ro an ninh cho cộng đồng người Mỹ. Cụ thể, có nhiều công dân Trung Quốc phạm tội ở Mỹ sau khi thụ án tù và bị ra lệnh trục xuất, nhưng Đại sứ quán Trung Quốc không chịu hợp tác để hồi hương công dân của nước mình. Bắc Kinh thường lấy lý do không đủ giấy tờ, hộ chiếu giả và những người liên quan không phải là công dân Trung Quốc để từ chối cho họ về nước. Cũng theo S&P, Trung Quốc là một trong 10 quốc gia và khu vực bao gồm Eritrea, Iran, Pakistan và Cuba bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ xếp vào danh sách đặc biệt do hành động bất hợp tác kể trên. Tổng thống Hàn Quốc cam kết phản ứng cứng rắn trước mọi khiêu khích về an ninh. Theo John Hap, ngày 26 tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết phản ứng cứng rắn trước những hành động khiêu khích từ bất kỳ hướng nào khi nói về an ninh toàn diện, không chỉ đối với Triều Tiên. Ông Moon phát biểu trong buổi lễ tại căn cứ không quân Seoul kỷ niệm 70 năm bùng nổ chiến tranh vào tối thứ Năm và ông nhấn mạnh quân đội của chúng ta có đủ sức mạnh để tránh khỏi bất kỳ mối đe dọa nào. Tin tức tại Việt Nam. Sáng hôm nay, ngày 27 tháng 6, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào. Vào chiều ngày hôm qua, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca dương tính từ Cameroon quá cảnh nhiều nơi về thành phố Hồ Chí Minh, được cách ly ngay. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Như vậy, tổng số ca nhiễm tại Việt Nam hiện là 353 người, trong đó còn 23 người đang điều trị. Người đi đường xúm lại, nâng xe buýt cứu phụ nữ mắc kẹt. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm qua, một người phụ nữ lái xe máy lưu thông trên đường Cộng Hòa hướng từ ngã tư An Sương về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì bị xe buýt số 104 tông trúng. Cú va chạm khiến cho xe máy cùng người phụ nữ lọt vào trong gầm xe, người này đã bị xe buýt kéo lê hàng chục mét. Hàng chục người đi đường đã hô hoán xe buýt dừng lại để cứu nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân đã bị đa chấn thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, các bác sĩ đã phẫu thuật và cắt 2/3 cẳng tay trái, can thiệp xử lý các xương sườn và các tổn thương khác của bệnh nhân. Tin tiếp theo, nối lại việc đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam, chuyến bay đầu tiên đã cất cánh. Chuyến bay đầu tiên này chở khoảng 150 hành khách, chủ yếu là các doanh nhân, cất cánh từ sân bay Narita phía đông của thủ đô Tokyo, bay tới sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 25 tháng 6. Tin tiếp theo về một nam sinh nghèo lớp 5 nhặt được gần 70 triệu đồng và đã trả lại người mất. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 24 tháng 6, đó là em bé Hồ Thế Thuận, lớp 5B, trường tiểu học B thị trấn Cái Dầu, An Giang. Cùng với bạn đi chơi thì nhặt được một chiếc túi sách, bên trong có một số tiền lớn và một số giấy tờ. Em liền đi ngay đến công an ở gần đó để trình báo. Giấy tờ tùy thân trong túi, công an thị trấn Cái Dầu đã tìm được người đánh rơi và trao trả lại số tiền hơn 67 triệu đồng cùng giấy tờ.
Hôm 26 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Dầu đã trao tặng giấy khen cho em nam sinh này. Người đánh rơi cũng tặng lại cho em Thuận 1 triệu đồng để cảm ơn hành động tốt đẹp của em. Và những thông tin về người tốt việc tốt vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối hôm nay.